3 công nhân tử nạn và 3 công nhân bị thương trong vụ sập dàn giáo đang đổ bê tông tại một công trình xây dựng ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, khoảng 2 giờ sáng ngày 17 tháng Giêng, khi công nhân đang thi công dự án bãi gửi xe trên đường Tố Hữu được quay kín bằng tôn và phủ bạt cao chừng 5 mét thì dàn giáo bất ngờ đổ sập. Tại hiện trường, nhiều cột bê tông, trụ sắt gãy sập, vật liệu xây dựng gạch đá, sắt thép nằm ngổn ngang dưới nền tầng 1. Lúc xảy ra tai nạn, có 19 công nhân đang đổ bê tông phần mái che, trong đó 12 người trên dàn giáo, 7 người ở dưới. Sau tiếng động lớn, dàn giáo bất ngờ đổ sập khiến 3 người chết, 3 người bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hiện công trường đã được quay kín bằng hàng rào tôn, bên trên căng bạt ni lông kín mít. Lực lượng công an phường Đại Mỗ vẫn cử người trông coi hiện trường. Công nhân trong công trường xây dựng bãi đổ xe dịch vụ này đã được cho giải tán gần hết, chỉ giữ lại một số làm công tác bảo vệ.